Hello anh em, chào mừng anh em đến với cái kênh của mình anh em nhé. Hôm nay mình có một quả gọi là bắp răng bơ rất là ngon anh em ạ. Miếng bắp răng bơ được hàng xóm cho kỳ thơm ngon. Đây, anh em thấy miếng bắp răng bơ không? Nhìn trắng nha, nhìn vàng nha, nhìn vàng tươi, nhìn giói giói luôn, rất là thơm. Mùi rất là thơm anh em, ngon kinh khủng. Mùi mình mới ăn rồi, ngon kinh khủng nữa, ngon kinh khủng nữa, ăn rất chi là ngon luôn. Đây, thơm kinh khủng rồi, ngon thế. Hàng xóm cho mình thử, có mỗi 5 miếng em, cái miếng trong này, mình sẽ ăn rất từ từ. Mùi vị của nó rất là thơm anh em nhé, mùi bơ cực kỳ thơm rồi. Cùng với vị mặn mặn ngọt ngọt, ăn nó giòn giòn, thơm mùi ngô nữa. Bón. Đây gọi là bọc bắp răng bơ, ăn nó ngon kinh khủng, thơm nức mũi luôn, ăn vẫn hương vị vẫn quẹn trong miệng mình, rất là thơm anh em, thơm kinh khủng. Thơm kinh khủng rồi. Ngon. Đến giọt cuối cùng rồi anh em ạ. Hết rồi anh em. Hết sạch rồi. Hàng xóm cho mình thử mấy miếng thôi. Ngon quá. Ngon kinh khủng anh em. Bắp răng bơ. Ăn miếng nó mềm, dã man rồi anh em. Mềm kinh khủng rồi. Nhưng mà nó lại giòn, cắn miếng đầu nó vỡ ra giòn kinh khủng, bập nhưng mà ăn vào miếng mềm, xốp mềm mềm, ngọt ngọt mặn mặn, thơm mùi bắp trong bơ, thơm kinh khủng anh em, mùi bơ đã thơm rồi thêm mùi ngô nữa, thì ngọt ngọt kinh khủng, nó còn vị ngọt ngọt anh em, mặn mặn ngọt, thơm kinh khủng, mùi ăn quá anh em ạ, muốn ăn nữa quá. Thế bây giờ mình có một xô ở đây cho mình ăn hết luôn anh em ạ. Ngon kinh khủng luôn đi, thật sự. Không nghĩ món ngon như thế anh em. Cho mình thưởng thức thôi. Bơ mình không được xin nhiều. Chẳng lẽ ra xin nhiều, hơi phí. Thì hơi khê anh em. Bớt cái lông. Đau quá. Khổ. Sống mà anh em. Đôi khi chúng ta chỉ được một tí thưởng thức thôi anh em. Không có nhiều, nếu không có nhiều mình cho anh em xem luôn. Mà không có nhiều thì có vài miếng anh em. Khổ lắm anh em. Không sướng gì đâu. Được vài món. Tí khóc anh em. Ngon quá mà không biết làm nào để ăn. Mỗi tuổi thấy rất nhiều mũi. Mũi kinh khủng luôn, thật sự. Mũi kinh khủng. Giờ mình rất buồn ngủ anh em ạ. Cái gì ạ? Mình vẫn đang cười thằng hàng xóm mình anh em ạ. Cho mình ít bóc tâm bơ mà nó cứ tạo tiếng cười của mình ạ. Cứ tạo tiếng cười của mình em. Buồn. Buồn cười em nhé. Buồn cười anh em. Nó cứ tạo tiếng cười mình. Thằng xóm rất mất dạy anh em. Được cái đội mũ bảo hiểm giống mình nhưng mà rất mất dạy. Nhìn mặt nó mất dạy vãi. Nhìn mặt nó chán vãi chưởng anh em ạ. Cảm giác nó chán thôi. Cuộc đời nó không còn gì thú vị, nó không có cuộc đời.
giống như con chó ở gần nhà bạn mình, mặt nó y hệt con đấy nhá, nó chán. À mình kể cho anh em câu chuyện là con chó nhà hàng xóm nhà mình, bạn mình, tất cả mọi người đều nó đều cắn, tất cả mọi người đi qua nó đều cắn, chỉ riêng với mình cái nhìn mặt nó sẽ quay đi và không bao giờ quay đầu lại. Đặc điểm của con chó là thế. Và thằng bạn mình mặt nó giống hệt thế anh em. Nó chán, cuộc đời nó chán. Cuộc đời nó chán đời, mặt nó chán đời vậy. Cảm giác nó quay đi, một khi quay đi thì không bao giờ ngoảnh lại anh em. Mặt nó buồn cười lắm anh em. Con chó hàng xóm bạn mình nó gọi là nó buồn cười trên mức buồn cười. Nó nhìn thấy mình nó chán hơn cả chủ nó anh em. Buồn. Buồn lắm anh em. Buồn anh em. Thì sắp phải kết thúc với anh em rồi. Nhớ anh em lắm nhưng mình phải đi anh em ạ. Mình giờ còn rất nhiều việc phải làm, phải đi anh em. Giờ mình đi thật sự anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình anh em. Anh em thích cho mình like, subscribe anh em. Đó là động lực để mình cố gắng làm video tiếp theo anh em. Buồn quá. Đi rồi anh em. Bye anh em.